Thôi nào, lâu quá trời luôn. Thư giãn đi, Sammy, sắp được rồi. Họ nói đúng 10 giờ sáng, còn 15 phút thôi anh. Ôi, Sammy, thấy không, đấy rồi. Nhìn lên, nhanh nào. Tai nghe sáng chảnh của em đây, Sam vội vàng. Chà, nhìn xịn sò hơn từ trong quảng cáo. Chúng luôn ta cùng độ nó lại bằng một thiết kế cực sáng nha. Hả? Anh đang ở đâu? Chúng ta cần vẽ cái này trước. Em lúc nào cũng vội. Cẩn thận hơn đi, Sammy. Mình thực hành trên giấy trước nhé. Được rồi, chúng ta cần bút chì vì phải vẽ trên tay nghe mà. Em tự vẽ đi. Anh ấy sẽ dùng tranh của mình. Mình chắc chắn 100% luôn. Để coi, anh cũng giỏi vẽ lắm đó nha. Dạ vâng, anh cứ xem tranh của em đi nè. Tranh của em không vừa một bên tay đâu. Chả để xem tranh của anh nào. Ôi giời, em lỡ tay thôi. Sao mà, chúng ta vẽ cái mới là được. Các bạn ơi, vẽ chung nào. Mình làm từ đầu nhá. Này, xem anh có gì này. Oh, Raj là em á. Tuyệt vời. Chỉ thiếu một chi tiết quan trọng thôi. Anh hiểu rồi. Em vẽ cái mắt kính. Cảm ơn em. Em đang cầm gì vậy ạ? Em không nhìn rõ. Một cây kẹo đó. Sao em không nhìn ra nhỉ? Tuyệt vời. Thèm quá đi, thèm quá đi, thèm quá đi. Đã đến lúc đưa bản vẽ lên sản phẩm rồi. Anh mong là Sam sẽ thích. Raj, em sẵn sàng đi học rồi. Em muốn khoe tay nghe của em á. Nhưng mình vừa mới làm xong bước đầu thôi mà. Trời, nhìn chán thế. Em cứ tưởng nó phải sạc sỡ cơ. Lại đứt thì bật đà bà. Chúng mình vẫn còn thời gian. Giờ tô màu thiết kế này bằng bút dạ nhé. Bắt đầu với Sammy này. Cậu bé là điểm nhấn của bức tranh này. Vậy em cũng sẽ làm một điều quan trọng. Wow. Gì vậy? Tranh của em đã tô xong rồi sao? Anh xem nè, em chọn màu cho kẹo mút rồi á. Để coi. Bảng màu của em xinh phết. Em chả biết nên chọn cái nào nữa. Màu em thích nè anh. Quyết định vậy đi. Tuyệt. Chúng ta thử luôn nhé. Chưa xong đâu ạ. Em không hài lòng với hình ảnh này cho lắm. Hay là chúng ta tô phần nền nhé. Tuyệt vời. Nó sẽ làm em nổi hơn. Nhưng thật ra thì anh quên một thứ ạ. Em sẽ tự làm. Ở đây. Và ở đây. Và ở đó. Xong. Giờ hình ảnh hoàn hảo rồi. Anh cũng sẽ thêm nét để hình nổi hơn nếu em đồng ý. Xong, bây giờ chúng ta nghỉ một chút nhé. Đợi xíu nha các em. Em đã mơ về một cặp tai nghe xịn sò, nhưng đây lại là kết quả. Sammy ơi, chưa xong mà. Em đợi chút nhé. Chúng ta cần tô màu các mặt để tai nghe trông sáng sủa hơn. Anh Raj ơi, em có nhiều bút dạ lắm nè. Anh chọn đi. Lựa chọn ngẫu nhiên nhé. Cái này. Tuyệt vời. Và em có một ý xịn lắm. Woohoo. Ok luôn. Rồi anh cũng sẽ biết thôi mà. Hey. Ái chà, mình phải kiểm tra Sam mới được. Anh Raj đi chưa? Cậu chắc chứ? Vậy thì tớ làm đây. Sẽ đỉnh của job lắm luôn đó cả nhà. Xem này. Thấy rồi, em định ủ mưu gì thế? Em có ủ mưu gì đâu, trang trí thôi hả anh? Không nhận là xin thật đó. Sammy, quay lại đi.
chậm một xíu nhưng em có lý do. Nãy em đang dọn thử đồ. Thử một phát nha. Em thấy sao nào? Vẫn chưa đủ rực rỡ. Vậy tụi mình chọn thêm màu bằng cái mũ thần kỳ nhé. Ok, em tìm được màu sáng nhất rồi. Chờ chút, anh cần đũa phép nữa. Để xem Roy có thể chịu được màn ảo thuật này không nào. Anh sẽ dùng cái này này. Một nhà ảo thuật chân chính có thể dùng mọi thứ. Đũa thần nhìn kỳ ghê. Cố lên, 1, 2, 3. Để xem. À, bông hả? Cái gì? Anh đã thất bại Roach à, nhưng em biết dùng á. Được rồi, một lần nữa. 1, 2, 3. Lần này là một món đồ chơi. Cố lên. Anh Roach hay thật sự, đưa cho em đi. Trong này phải có bút màu chứ. Cố lên. Ồ, được rồi, vàng cũng xịn mà. Anh bừa bộn quá đi, Siêu sẽ không vui đâu. Tại em bày trò hết mà. Ủa, ai đã đem bày chơi? Em không đòi đâu. Bị lừa nhé. Được rồi, các bạn ơi, tiếp tục tô màu nào. Ô, xám. Roach, em mệt quá. Em cần nghỉ xíu. Em buồn ngủ rồi. Được rồi, Sammy, để anh đắp chăn cho. Đợi anh nha. Sammy. Sammy. Chạy tay nghe mẹ đang đuổi theo mình. Sammy, dậy đi. Roach là anh. Anh đã vẽ nét ngoài khi em ngủ đấy. Vậy đã tới thời của Sam xịn sò. Em sẽ tô màu tất tần tật. Hãy chiêm ngưỡng. Chờ chút, chúng ta dùng bút dạ chứ không phải sơn. Anh Roach xem mấy màu này nè. Anh nghĩ chúng ta nên tập trung vào các màu này. Vậy em gạch mấy cái này nhá. Tụi mình dùng rồi. Ok, vậy anh lấy bút màu vàng nhá. Vậy em cũng sẽ gạch màu vàng đi. Và đây là màu em siêu thích. Không, để em tô màu này nhá. Không đâu, anh đã bắt đầu cơ mà. Đâu, làm gì có. Em sẽ tự tô. Wow, anh thắng rồi. Bút hồng là của anh. Nhưng anh đâu biết được điều này. Xem nè. Em không cần bút màu luôn. Hey, không tệ. Anh đã thử nha. Này, tay nghe của em à. Sammy, anh đùa thôi. Vẫn chưa xong đâu. Chúng ta phủ keo bóng lên tai nghe để màu không phai nha. Sau đó chúng ta phải làm khô nó anh nhỉ. Wush wush. Sammy, chờ đã. Em sẽ đánh vào đầu anh mất. Được rồi, vậy làm vậy nha. Nữa nào, tuyệt hơn nhiều. Hãy xem, tuyệt, xịn quá, khô rồi này. Mình cần đánh bóng để nó sáng hơn nữa à. Đúng vậy, nó sẽ sáng đến nỗi mắt em sẽ đau luôn đó. Hey. Hay để anh đánh bóng em luôn nha Sam. Hả? Em đã sáng rồi anh ơi, thật ra thì em phải đến trường đây. Đeo tai nghe nào. Em thấy sao? Em thích à, cả màu sắc lẫn hình dáng luôn. Anh nghĩ là anh nên giữ cái tai nghe này làm của riêng á. Này, nào, dừng được rồi à, của em à. Xíu nữa em cho anh mượn nhá. Anh nên làm một cái cho Su nhỉ? Raj! Raj! Cứu em! Giấu cái tai nghe đi! Cái gì? Nhưng em muốn khoe mà. Và bây giờ ai cũng muốn một chiếc như vậy hết. Tôi không có ở đây. Được rồi ta! Bắt cậu ấy làm một cặp tai nghe như vậy đi! Được rồi, cậu ấy không ở đây. Tiếp tục tìm nào. Ôi, chạy đi Sammy! Mau! Còn anh sẽ đeo thử tai nghe. Hey, chào nhá!